Tại tỉnh Quảng Ngãi, Dusan Vina tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập 20 tháng 11 năm 2006, 20 tháng 11 năm 2016 và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ngãi. Qua đó, đưa Quảng Ngãi trở thành địa phương có sản lượng xuất khẩu cơ khí cao nhất miền Trung. Được Chính phủ Việt Nam cấp chứng nhận đầu tư vào năm 2006 tại khu kinh tế Dung Quất với vốn đầu tư 300 triệu đô trên 110 ha, Dusan Vina hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các thiết bị công nghiệp nặng như nồi hơi cho các nhà máy nhiệt điện, cầu trục bốc dỡ hàng hệ thống cảng biển, thiết bị xử lý nước biển thành nước ngọt cho sinh hoạt và một vài sản phẩm cơ khí trọng điểm. Những sản phẩm mang nhãn hiệu Made in Việt Nam được Dusan Việt Nam sản xuất hiện đang hoạt động tại 28 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, Dusan Vina cũng luôn quan tâm đến các hoạt động xã hội với hơn 5,6 triệu đô la Mỹ thực hiện trách nhiệm xã hội tại địa phương, tập trung chính vào lĩnh vực giáo dục, y tế và nhà ở. Hiện khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đang có những hỗ trợ chính sách giúp các doanh nghiệp vốn FDI như Dusan tiếp tục phát triển chế tạo xuất khẩu công nghiệp nặng, qua đó thực hiện chủ trương phát triển cơ khí trọng điểm theo định hướng của chính phủ.